Hôm vua của Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, đại gia giàu lừng lẫy xuất thân từ chàng trai bán kem dạo. Vươn lên từ hai bàn tay trắng, hôm vua của Thanh Tú giờ đây đã là một ông chủ lớn của tập đoàn có tiếng. Trên thương trường hiện nay, về đệ tử doanh nhân Thành Phương từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có hai con riêng. Ngày 22 tháng 11, đám hỏi của Á hậu Thanh Tú và bạn trai doanh nhân chính thức diễn ra tại Hà Nội. Những hình ảnh trong lễ đính hôn của người đẹp và ông xã cô đã được truyền thông đăng tải rộng rãi. Đây là lần đầu chân dung vị hôn phu của người đẹp họ Ngô lộ diện trước công chúng. Vì lẽ đó, gia thế của vị đại gia được Thanh Tú lựa chọn để nâng khăn sửa áo đã nhận được sự quan tâm đặc biệt. Được biết, hôn phu của Á hậu Thanh Tú là doanh nhân Nguyễn Thành Phương. Anh là tổng giám đốc toàn cầu của tập đoàn danh tiếng, chuyên sản xuất máy lọc nước và thiết bị gia dụng. Dù ở tuổi 40, nhưng người đàn ông chuẩn bị trước Á hậu Việt Nam 2016 về dinh phong độ trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Ông xã tương lai của người đẹp họ Ngô, sinh năm 1978, hơn cô 16 tuổi. Nguyễn Thành Phương xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở ngoại ô thành phố Hà Nội, trước khi trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn. Nhưng hiện nay, đại gia Phương từng có tuổi thơ nghèo khó, theo mẹ bươn trải cuộc sống, từ những xe kem, hũ mắm bán dạo lề đường. Vươn lên từ hai bàn tay trắng, doanh nhân Nguyễn Thành Phương giờ đây đã là ông chủ lớn của tập đoàn có tiếng trên thương trường. Doanh nghiệp của ông xã Thanh Tú hiện tại đã lên sàn chứng khoán từ đầu năm nay. Về đệ tử doanh nhân họ Nguyễn, từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và đã có hai con riêng trước khi tiến tới hôn nhân với Á hậu Thanh Tú. Chia sẻ với truyền thông về chuyện tình cảm của mình, Á hậu Việt Nam 2016 cho biết cô rung động trước vị doanh nhân U40 này sau một lần được anh chở bằng xe đạp đi dạo quanh đồng lúa. Sau thời gian ngắn hẹn hò, người đẹp họ Ngô đã nhận lời cầu hôn của bạn trai. Nhà bố mẹ anh ở gần nơi vẫn còn đồng lúa, gia đình anh chào đón tôi có vào bếp giúp đỡ một số việc vặt. Nhưng anh nhận thấy tôi khá ngượng ngùng khi lần đầu gặp mặt gia đình anh, nên đã đạp xe đưa tôi ra cánh đồng để ngắm cảnh. Kỷ niệm đó như một thước phim lãng mạn. Chúng tôi đạp xe trên con đường mà hai bên là đồng lúa. Trong ánh chiều tà, trước mắt tôi là tấm lưng anh rộng lớn và nam tính. Đó là lúc tôi bắt đầu thích anh, Thanh Tú chia sẻ về kỷ niệm với bạn trai. Dù chênh lệch nhau nhiều tuổi nhưng Thanh Tú cho biết, cô và bạn trai luôn hòa hợp và thấu hiểu. Tôi và anh ấy xưng hô là tớ cậu, chứ không hề có sự cách biệt tuổi tác. Thế nên khi anh ấy đột nhiên cầu hôn trong một hoàn cảnh không liên quan, tôi thấy rất bất ngờ và còn hỏi lại, cậu đùa tớ à? Ngay ngày hôm sau, anh đưa bố mẹ sang nói chuyện với gia đình tôi để hỏi cưới, lúc đó tôi mới tin là sự thật. Tôi thấy anh đã có địa vị tốt nhưng vẫn rất bình dị gần gũi, nên chắc sẽ phù hợp với mình vì bản thân tôi cũng là một cô gái không thích xa hoa, phù phiếm, chỉ thích những thứ giản dị mà thôi. Thanh Tú được công chúng biết đến từ sau khi giành ngôi vị Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2016. Người đẹp sinh năm 1994, vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp và học thức của bản thân, Thanh Tú còn có gia thế khủng. Người đẹp họ Ngô xuất thân trong gia đình nề nếp, bố mẹ đều là viên chức trong Bộ Ngoại giao và là em gái của Á hậu Hoàng Vũ 2015 Ngô Trà My. Thank you.